Đây là khách đang vô mua cái thùng mà xăng CNL. Có hai cái thùng, một thùng mà CD với một thùng mà CL, là khách đã quyết định chọn thùng CL, thật là đau lòng quá đi. Chút mở ra thấy thùng CL là khoái rồi, quá đẹp không cần coi luôn. Nhìn hàng bao chuẩn, có thể vô ống có cho mũi không Tina? Tina con dọn em vô ống cho mũi không? Sao em khóc dữ con? Ê Tina, con làm gì mà em khóc dữ vậy? Nó còn tiếng luôn. Ô mẹ thôi,